Tây Nguyên núi đồi hùng vĩ, theo năm tháng vẫn dư lại trong mình một vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí đến lạ thường. Mùa hè Tây Nguyên, trời xanh cao lồng lộng, mây núi cùng hòa nhịp một bản anh hùng ca. Những cánh rừng bạt ngàn, những con thác ngày đêm ầm ầm đổ nước, hay những tiếng cồng chiêng của buôn làng. Cứ thế mà đi theo năm tháng, trong tiềm thức của mỗi người con của núi rừng, chính những nét hoang sơ và kỳ vĩ ấy đã sinh ra những người con của đại ngàn, phóng khoáng, cương trực, không lẫn với bất kỳ dân tộc nào. Văn hóa Tây Nguyên muôn màu muôn vẻ, đa sắc thái dân tộc, được bao bọc bởi chính đất mẹ nơi này. Đất nơi đây đỏ lắm, đỏ rực vì xương, vì máu của không biết bao nhiêu thế hệ đã đổ xuống để giữ lại cho nơi này sự thanh bình và yên ổn. Ồn ào và dữ dội, nhưng chính những thác nước đó đã góp phần tạo nên một vẻ Tây Nguyên oai hùng như ngày nay, mang màu của phù sa, mang màu của sự sống mới. Nước từ trên cao cứ thế đổ xuống như bất tận, mang đến một cảm giác khó tả. Khi đứng trước nơi này, bọt tung trắng xóa, dòng nước mắt lạnh và cái âm thanh ồn ào kia lại lôi cuốn một cách kỳ lạ. Với những giọng thông bạt ngàn bao phủ xung quanh, nơi đây còn biết bao điều kỳ diệu mà đất mẹ và thiên nhiên đã ưu ái ban tặng. Tây Nguyên sẽ tồn tại muôn đời qua lịch sử, qua từng câu hát và qua cả tấm lòng của những người con của núi rừng đã gửi gắm lại. Văn hóa Tây Nguyên như mạch nguồn vẫn chảy, dai dẳng bền bỉ qua nhiều thế hệ. Mặc dù trước sự xâm thực ngày càng mạnh mẽ của văn hóa đô thị, nhưng văn hóa Tây Nguyên vẫn vẹn nguyên bởi có những người con như Ibrahim. Ở Tây Nguyên hiện nay, có một người nghệ nhân cổng chiêng được tôn vinh là cây cổ thụ của nền văn hóa cổng chiêng đại ngàn. Gần như cả cuộc đời ông sống trong những điệu múa, trong tiếng ngân vang của cổng chiêng. Nghệ sĩ Ibrahim vẫn gắn bó với công việc trong suốt hơn 50 năm qua. Ibrahim đã từng là diễn viên múa, giảng viên, biên đạo múa và là nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa. Dù công tác ở đâu, trong cương vị nào, Ibrahim cũng dành hết tâm huyết của mình vào công việc để cho những điệu múa dân tộc Tây Nguyên bay cao và vươn xa. Người ta kể rằng
Từ thuở sơ khai, cồng chiêng được đánh lên để mừng lúa mới. Âm thanh khi ngân nga sâu lắng, khi trầm hùng, hòa quyện với tiếng suối, tiếng gió và với lòng người. Âm thanh ấy sống mãi cùng với đất trời và con người Tây Nguyên. Tất cả các lễ hội trong năm, lễ mừng cơm mới, lễ đóng cửa kho, lễ đâm trâu đều có tiếng cồng. Vì vậy, Ibrahim đã dành tâm huyết của cả đời mình để gìn giữ nét văn hóa này. Nghệ sĩ nhân dân Ibrahim sinh ra và lớn lên ở xã Dea, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, nơi có truyền thống cách mạng và bề dày văn hóa của người dân Ba Na, đặc biệt là cồng chiêng Tây Nguyên. Năm 1952, khi ấy mới tròn 12 tuổi, Ibrahim sớm giác ngộ cách mạng, tham gia kháng chiến và sau đó tập kết ra Bắc học tập. Chàng thanh niên của núi rừng Tây Nguyên này có năng khiếu sớm mê soang và cồng chiêng ở làng đến lạ kỳ, nên từ khi ra Bắc đã được chọn đi học trường múa. Năm 1955, Ibrahim được chọn vào đoàn văn công Tây Nguyên phục vụ cách mạng. Sau đó Ibrahim được cử đi học ở trường múa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 2 năm và trở về nước cống hiến trọn đời, đam mê nghệ thuật của mình cho đất nước và nhân dân. Cũng chính từ sự lao động sáng tạo miệt mài mà Ibrahim là một trong ba nghệ sĩ múa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đầu tiên ở Việt Nam. Năm 1984, trong 140 tác phẩm đặc sắc của Ibrahim thì có 40 tác phẩm được nhà nước công nhận, trong đó có một chùm tác phẩm đoạt giải thưởng nhà nước. Trong thời gian mà sáng tác thì là hạnh phúc nhất mà thấm thía nhất là những tác phẩm được sáng tác phẩm mang tính chất nó là dân gian dân tộc, tiên tiến đồng đạo bản dân tộc, bao gồm ví dụ như là múa trong Tây Nguyên là được nổi tiếng khá phổ biến và người ta biết nhiều về nghệ sĩ và người ta hâm mộ với cái tiết mục múa trong Tây Nguyên, một nữ hai nam. Thứ hai là múa khiên, tức là tam nam một ông già, nói lên cái kiên cường bất khuất dũng mãnh của Tây Nguyên, cũng đậm nét đối với trong lòng đồng bào thủ đô Hà Nội lúc trước giải phóng. Sau giải phóng thì tiết mục khiên cũng đã múa lại. Thứ hai là múa giã gạo, nói lên sức lao động trong kháng chiến trong Mỹ cứu nước, là không có máy móc, dùng bằng hai bàn tay để giã gạo, là tài trợ, tức là mình gọi là cái gì, tức là gạo trắng trong dành cho quân giải phóng. Thì dựa trên cơ sở đó thì tôi sáng tác thì mấy cái tiết mục nổi tiếng. Thứ hai nữa là vinh dự là mình bảo tồn, phát huy và trên cơ sở gốc, đấy là cái quan trọng. Chính cái đấy mình gọi là gì, tức là đi vào bản sắc, giữ bản sắc, phát huy bản sắc rất đẹp rất hay, nhưng thấy văn là đó là dân tộc tôi, mà chính dân tộc xem là khen ôi đẹp hơn mình, đẹp hơn cái múa của tôi trước, xem cái múa này tôi thích quá ấy quá. Tức là gì, tức là đưa vào chút ít về nâng cao phát triển văn dữ. Đây là về tiết mục. Còn về cái trang phục ấy, và phải hoàn toàn trung thành với cái bản sắc, tức là hoa văn cái dân tộc dài, mà dân tộc Bana, dân tộc anh em các dân tộc ở phía Bắc ra phía Bắc, chứ không lăn lộn được. Bây giờ đã hơn 70 tuổi, nhưng hàng ngày ông vẫn lặn lội khắp nơi, giúp cho lớp trẻ Tây Nguyên biết đánh chiêng, biết xoang, biết gìn giữ những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống và đặc sắc. Từ việc tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận của UNESCO về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại, đến việc tổ chức Festival Cồng Chiêng Quốc tế năm 2009 tại Gia Lai đều có sự góp công không nhỏ của nghệ sĩ nhân dân Ibrahim. Được mời làm chuyên gia tư vấn, dàn dựng chương trình, đêm ngày, ông nghĩ suy rất nhiều để có một chương trình tiết mục
thể hiện được hồn cốt cổng chiêng Tây Nguyên. Tiết mục Rong làm biên đạo có sự góp mặt của trên 400 diễn viên và nghệ sĩ đã làm cho buổi vinh danh cổng chiêng Tây Nguyên vô cùng sôi nổi, hào hứng. Vận trang phục ba na truyền thống, ông xuất hiện khắp nơi, chỉ đạo chỗ này, kêu gọi chỗ kia. Khi đội cổng chiêng, khi đoàn múa xoang diễn trò, ông như một thanh nam châm, có sức hút mạnh mẽ, khiến mọi người hưởng ứng làm theo, tạo thành những con sóng hứng khởi, mãnh liệt, trào dâng cảm xúc. Tiết mục kết thúc, sự kiện kết thúc với vẻ mặt rạng ngời, giọng nói khàn đặc. Có lẽ ông là một trong những người mãn nguyện và hạnh phúc nhất đối với sự kiện có 102 này. Ibrahim quan niệm, chức quyền giàu sang cũng chỉ là phù du, nhưng cổng chiêng và những điệu xoang mang đặc trưng của buôn làng Tây Nguyên thì mãi mãi trường tồn với thời gian, và ông đã sống hết mình với nghệ thuật. Từ nội thành, Ibrahim lại chuyển ra Play Kép đã gần chục năm nay. Gắn bó với Play Kép, Ibrahim có điều kiện khám phá ra nhiều điều. Người Play Kép nổi tiếng tài hoa, đàn hay, múa giỏi. Trước đây, phụ nữ trong làng không được lên nhà rông, không được chơi đàn gong, cồng chiêng. Nhưng nay theo đời sống mới, nên họ được chơi, lại còn chơi hay chẳng kém cánh đàn ông và đám thanh niên. Ibrahim xác nhận, đội cồng chiêng của làng thuộc hàng đội mạnh, 25-30 người chơi cồng chiêng, 20-25 người xoang múa, chỉ chia làm hai lớp, lớp thanh niên và lớp của người già. Như một sự tiếp nối, không kể người có tuổi, thanh niên nam nữ, mà cả đám con nít cũng mê trưng, gong, knin, klomput và đặc biệt là cồng chiêng. Tuy nhiên, trước sự xâm thực ngày càng mạnh mẽ của văn hóa đô thị, Play Kép đang đứng trước nhiều thử thách. Theo Ibrahim, ngành văn hóa đã có chế độ tài trợ cho các nghệ nhân, nhưng cần hơn là duy trì tổ chức các hội diễn, liên hoan để bảo tồn, phát hiện và phát triển văn hóa dân tộc bản địa, khuyến khích phát triển văn hóa nghệ thuật dân tộc thiểu số, xây dựng các đội văn nghệ quần chúng, động viên khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, xây dựng thiết chế văn hóa, nhà rông, nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, trang bị mua sắm cồng chiêng, phương tiện hoạt động gắn với đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đối với các thiết chế này. Cuối cùng là quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. Có lẽ nhiều người không biết, người phụ nữ này từng là con chim sơn ca của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ đẹp người, mà Hơ Ben còn có giọng hát vượt qua 3 ngọn núi, 7 dòng sông. Bà là Hơ Ben, nữ ca sĩ nổi tiếng của núi rừng Đại Ngàn. Dưới chân núi Công Clo hùng vĩ, ngả mình bên dòng sông Ba thơ mộng, hiền hòa đi qua Tây Nguyên Đại Ngàn, có đôi vợ chồng nghệ sĩ, sống hết lòng yêu dân ca Tây Nguyên. Gần suốt cuộc đời, họ đã lặng lẽ đi nhặt dân ca để đem về dâng tặng cho đời, mà không cần danh vọng, tiền bạc hay chức tước gì cả. Đó là vợ chồng nghệ sĩ Hơ Ben, một người con ba na của Đại Ngàn Tây Nguyên, có giọng hát trong veo như tiếng suối reo, kết duyên cùng một chàng trai Hà Nội, có tấm lòng bao la như dòng sông Ba hiền hòa chảy mãi với thời gian. Tình yêu dân ca Tây Nguyên của đôi vợ chồng ấy cũng thật lãng mạn như chính tình yêu của người con gái ba na với chàng trai Hà Nội đã đi vào thơ ca như một câu chuyện cổ tích. Hiện giờ, mặc dù sức khỏe của ông, nghệ sĩ violon Đức Thịnh không tốt, nhưng Hơ Ben vẫn hàng ngày chăm sóc chồng và bền bỉ đi sưu tầm những làn điệu dân ca. Bà yêu dân ca như máu thịt của mình. Dân ca Tây Nguyên mộc mạc như cuộc sống của đôi nghệ sĩ già dưới chân núi Krông Tro. Không có một dự án, đề tài nghiên cứu khoa học nào, hội thảo nào về công việc thầm lặng của họ. Chỉ có tình yêu sắt son với núi rừng, và bản làng gọi họ trở về,
và lặng lẽ làm việc trong suốt những năm qua. Những bạn trẻ trong đội văn nghệ sông Ba cũng là nguồn động viên đáng kể trong công việc của họ. Bởi qua sự truyền dạy dân ca độc đáo và say đắm của chim rừng, con người của nhiều vùng đất xa nhau ngày thêm xích lại gần hơn và thương yêu nhau hơn. Nên thì là bác trước đây thì bác trai khỏe, lúc đó thì bác đi làm được nhiều, còn bây giờ thì bác cũng yếu ốm đau, cho nên là bác cũng tranh thủ thí dụ như cái ngày hội làng hay là ngày mật bát sát chẳng hạn, là bác tranh thủ đi ghi ngoài thời gian rất là ít thôi. Rồi là buổi tối hay cái gì đó rồi đi vào cái mấy cái nhà mà họ uống rượu á, xong rồi nghe họ hát xong bác ghi lại. Thưa bác, là ở đây cháu được thấy là có rất là nhiều nhiều cái bài dân ca từ cái từ các vùng. Ban Na ở Vĩnh Thạnh cũng có, rồi là Ban Na ở Đắk Tờ Pang, Đe Tờ Pang. Thế thì như cái bài Những Đàn Chim Trắng đây là xuất phát là Ban Na từ đâu ạ? Ban Na vùng nào? Cái bài này là ở có cái đợt bà đi Cơ Bang. Đây là ở cái làng Đe Groi ở Cơ Bang. Thì là bác ghi lại cái giai điệu này. Các cháu ở cái trường cái chỗ huyện đấy đấy, họ hát xong rồi bác ghi lại, xong rồi anh Nguyên Ngọc làm cái lời ấy, lời viết. Nên là bài này là hát là ấy, nó không trước là con hơi duyên hát cơ. Bây giờ bà hát cho nghe nha. Dạ vâng, mời bác hát. Tô nô tô bô lê xem có cơ bà mì rơ bà tơ bọc bơ cao bơ cà mar chim tà ra chim bà ra doang bà mì rơ mô bơ cao gô bê bơ ghê chơ rồi mát nà ra yung ghê chơ mát nà ra mượt bơ ngai bù bà vi tơ nam xem cung vi tơ bù. Thật không ngoài chút nào, từ lúc sinh ra ở núi rừng Tây Nguyên, hình như trời đã phú cho tiếng hát thơ Ben ngọt lịm như quả ngọt chín rừng. Rồi lớn dần ra miền Bắc, câu dân ca Tây Nguyên qua giọng hát của Hơ Ben càng được nâng tầm trên diễn đàn trong nước và quốc tế. Bây giờ bà này dạy cho hai cháu hát bài dân ca của Ban Na đây. Đầu đề là Trinh Trong, tức là anh chàng đó là đẹp. Đi là dành cho lòng mòn lên mạng. Bây giờ bà hát nha, này, hai đứa cầm đi, xem. Đợi bà hát xong rồi hai đứa hát theo nha. Trên trong dinh lòng rộng là ở dinh lại. Rộng là trên trong dinh lòng rộng là ở dinh. Hơ Ben cũng là người nhan sắc một thời của Đoàn Văn Công Tây Nguyên, đã từng là sinh viên Nhạc viện Hà Nội. Sự nổi tiếng ấy không chỉ là nhan sắc mà còn cả về tài năng thanh nhạc hiếm có của người con gái Ban Na Tây Nguyên. Hơ Ben đi lưu diễn hầu khắp các nước trên thế giới, từ Âu sang Á, đi đâu cũng làm say đắm lòng người. Sau ngày giải phóng, ước nguyện được trở về miền Nam để phục vụ cho đồng bào Tây Nguyên của Hơ Ben đã trở thành hiện thực. Một năm sau, người chồng yêu quý của Hơ Ben bây giờ cũng cắp cặp theo vợ về ở với núi rừng Tây Nguyên. Đó là anh Lê Đức Thịnh, một chàng trai gốc Hà Nội, đắm đuối người con gái Ban Na ở Tây Nguyên. Cuộc sống tình yêu của hai người như thả hồn mình cho dân ca. Ngày ngày, Hơ Ben đi dạy ở trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai, tối về chép nhạc dân ca. Bất cứ đi đâu làm gì, lúc nào Hơ Ben cũng nghĩ đến dân ca Tây Nguyên. Mùa nghỉ hè, chị cùng chồng lẽo đẽo với chiếc xe cả tàng lặn lội khắp núi rừng Tây Nguyên
để sưu tầm những bản dân ca Bana, Dơ Rai, Xê Đăng còn sót lại trong dân gian. Nhặt về, chị vừa hát, vừa tu sửa cho hoàn chỉnh. Đêm ngày cùng chồng đàn, vợ hát, cho tiếng dân ca vút cao, bay xa, tỏa khắp buôn làng Tây Nguyên. Khi hoàn thành, Herben mang lại những bản dân ca ấy, dạy cho học sinh của mình hát theo. Nghe học trò hát, rồi chị hát theo học trò của mình, sửa cho các em hát thật đúng nhịp, đúng giọng và có hồn dân ca Tây Nguyên. Rồi những ngày cuối cuộc đời, trở về dưới chân núi Krông Chơ Lo, sống bên căn nhà sàn nhỏ bé nơi dòng sông Ba đầy thơ mộng, lãng mạn, những câu dân ca Tây Nguyên lại tiếp tục được cất cao, vút xa, trong veo như tiếng suối reo qua chất giọng của Herben. Ngày đi làm rẫy, đêm về Herben lại chép, sửa những bài dân ca và sưu tầm mới cho hoàn thiện, để rồi đem dâng tặng cho đời. Hồi ở ngoài Bắc ấy, hồi ở cái trường dân tộc ở Gia Lâm, thì có lần bác gặp xong rồi bác dặn dò, bây giờ cháu phải hát cho hay, cố gắng hát hay, rồi biểu diễn tốt, để sau này rồi về miền Nam, khi nào giải phóng miền Nam rồi về miền Nam rồi phải giữ gìn cái bản sắc dân tộc, các cái dân ca của dân tộc mình, cho nên cháu phải cố gắng, bây giờ phải cố gắng học cho nhiều để cho giỏi. Bác dặn như thế, thì lúc đó thì tôi cũng dạ vâng, hứa với bác cháu sẽ cố gắng, mà sau này cháu sẽ về Tây Nguyên rồi phục vụ lại đồng bào Tây Nguyên với cái bài dân ca mà cháu đã từng hát hôm nay, và sau này sẽ hát nhiều bài khác. Sau khi đến tuổi về hưu rồi không biểu diễn được nữa, thì là tôi đi vào, tôi cũng nhớ cái lời của bác nhắc nhở dặn dò, thì nghĩ là đó là lời của bác dặn dò, cũng bản thân mình cũng rất thích cái bài dân ca, rất yêu bài dân ca, nên tôi cố gắng mấy năm nay, và tất cả những cái bài mà tôi đã hát từ miền Bắc phục vụ đồng bào miền Bắc tôi đã ghi lại, và hiện nay thì dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng mà tôi cũng cố gắng đi sưu tầm. Vào những cái ngày đồng bào họ ăn Tết, đóng cửa lúa, hoặc ăn nhà mã, bò mã, và lễ đâm trâu, và lễ năm mới, ăn năm mới, gọi là Sa Mạc Cái Cham, thì tôi đều đến ở bất kể chỗ nào. Tôi đến để ghi lại cái chỗ nào có hát thì tôi ghi lại. Ghi lại để tập hợp lại những cái bài dân ca của dân tộc mình. Tuổi tác đè nặng lên đôi vai của hai nghệ sĩ già giữa đại ngàn, mà tình yêu của họ với dân ca Tây Nguyên thì vô bờ bến. Chính vì vậy, khi bà Herben nói nếu không lao động cật lực thì chẳng còn kịp nữa. Và cứ thế, bà đi rất nhiều nơi, đến cả những nơi chưa có vết xe lăn để sưu tầm. Cứ tìm được một bài hát mới, bà kể, họ phải thức trắng đêm để chuyển thành nhạc. Họ tắm mình trong dân ca Tây Nguyên như không còn biết đến thời gian. Dòng thời gian vẫn cứ trôi chảy không ngừng. Những người con như Ibrahim Herben vẫn bền bỉ góp nhặt cho đời những nét đẹp văn hóa dân tộc. Nhờ có họ mà bức tranh Tây Nguyên trở nên đẹp đẽ và sinh động hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Cũng nhờ có họ mà những con cháu hậu duệ của đại ngàn có thể hình dung đầy đủ về tổ tiên và cha ông mình. Nhiệt tình còn nhiều,
nhưng tuổi tác và sức khỏe của Ibrahim Herben lại không được như trước nữa. Nếu như nhà nước không có những chính sách tuyên truyền và bảo tồn hợp lý,